Enzyme, vitamin, hormone thì cái vitamin là cái mà đơn giản và chúng ta được nhắc tới nhiều ở trong cuộc sống của mình. Trong cái phần mà vitamin này thì chúng ta sẽ trình bày được cái khái niệm, cái phân loại về các vitamin, trình bày được cấu tạo, tác dụng, nguồn gốc của vitamin. Trong cái nhóm vitamin này chúng ta có hai chuyện, cái Như cô chia vitamin sẻ tan xin trong mời. dầu và vitamin tan trong nước. Đối với cái phần này chúng ta nắm được, chúng ta phân biệt được cái nào là tan trong dầu và tan trong nước. Nó khác nhau từ cái tính chất tan trong dầu và tan trong nước, nó sẽ dẫn đến để nó sẽ khác nhau về cái cấu tạo, cái tác, nó sẽ khác nhau về cái vai trò của nó. Nên là chúng ta sẽ thấy là Dạ cô đã chiếu slide cho ạ. nói sao sao em nói sao Dạ dạ cô bọn chiếu em vẫn slide cho cô. không thấy like được hả em, Dạ đúng rồi ạ. nó không chuyển like hay sao? Nó còn đang ở bên cái màn hình của Microsoft Teams đó con. Ok vậy đã. Nó còn đang màn hình Microsoft Teams sao hồi nãy các bạn nói là nhìn thấy like rồi. Rồi mình đã nhìn thấy chưa các em? Dạ rồi con. Dạ rồi. Rồi các bạn đã nhìn thấy rõ ha. Rồi chúng ta đi về cái phần đại cương của trong cái phần này, trong cái phần đại cương của cái vitamin thì chúng ta có một cái chuyện, đó là vitamin cần thiết cho cái sự sống của mình, là chúng ta có những cái vitamin mà đối với cái đa số là cái vitamin chúng ta đưa từ ngoài vào chúng ta bổ sung, duy nhất chỉ có một cái vitamin đó là vitamin D, là chúng ta có thể tổng hợp, bởi vì tiền vitamin D thì các bạn cũng biết nó nằm ở dưới da của mình, thì khi mà nó có thể chuyển hóa thành vitamin D, còn phần lớn á, là vitamin sẽ được tổng hợp từ những cái thực vật, từ những cái vi khuẩn và tổng hợp chúng ta đưa vào cái cơ ở cái đưa vào cơ thể của mình và không được tổng hợp ở người. Thì ở cái lượng vitamin rất nhỏ nhưng nó cũng có cái tác dụng rất là lớn. Thì cái nguồn gốc của cái từ vitamin này ở đây là cái chữ vital và cái chữ amin. Cái chữ vital là nó chứng tỏ là nó có ý nghĩa là cái sự sống đó các bạn. Rồi cái amin thì nó dùng cái chữ gốc amin là cái gốc NH2 mà ở trong cái vitamin B1, bởi vì vitamin B1 là nó phát hiện trước thì nó lấy cái tên amin đó, nhưng mà thật sự là không phải cái nào chúng ta cũng là thấy cái gốc amin này, nên người ta chỉ sử dụng như vậy để tượng trưng ban đầu khi mà người ta phát minh, người ta tìm hiểu, người ta tìm ra được cái vitamin đó mà thôi. Về cái đi vào phần thứ hai là cái phần phân loại, thì dựa theo cái tính chất hòa tan người ta chia ra làm hai Em loại. cô chuyển chuyển Về cái loại slide sao các bạn? tụi em chưa thấy Dạ chuyển cô slide. chuyển slide cho con. Nãy Ôi con nói phần đại cương slide nó chưa chuyển. sao rồi, mạng hôm nay kém quá luôn, cô đã chuyển rồi. Dạ nó còn đang ở trang một á con. Trang một là tôi cho chỗ cái phần vitamin, phần mục tiêu luôn phải không? Trang một á Dạ đúng Cô rồi. Cái Lúc ban trang đầu cái đầu tiên. vitamin luôn cô. Trang vitamin đầu tiên Là luôn. gì ta? Chuyển Nhưng rồi mà cô. kém quá. Để bây giờ qua trang 2. Nó đi chậm vậy luôn. Rồi qua trang 3 chưa các bạn? Dạ rồi cô. Rồi chuyển qua, cô để cái màn hình này nha. Cái màn hình mà có cái chiếu mà cô đưa lên lớn là cô chuyển nó không qua. Rồi. Cái màn hình này thì các bạn sẽ thấy nhỏ đúng không? Dạ thấy được cô ơi. Rồi. Vẫn nhìn được. Vẫn nhìn được, tại vì cô đưa phóng màn hình lớn thì nó lại vướng là chuyển like nó không không tốt, tại hôm nay sao xui quá màn cái wifi ở cái phòng cô nó kém quá. Rồi vậy thì chúng ta chịu khó nhìn vào cái màn hình nhỏ này xíu.
Rồi, về cái dựa vào tính chất hòa tan thì nó chia ra thành hai cái loại vitamin tan trong dầu và vitamin tan trong nước. Cái nhóm vitamin tan trong nước đó các em thì nó nhiều lắm, nên là các em không có cần học thuộc lòng ở đây. Chúng ta học nhớ là nhớ rõ trong cái tan trong dầu thôi, A, D, E, K, để khi mà chúng ta nói chúng ta loại trừ, thế là chúng ta xong, để chúng ta biết về tại sao chúng ta phải nhớ rất là rõ như vậy. Bởi vì cái tên của nó, cái tính chất của nó sẽ thể hiện ở cái vai trò của nó luôn, nên chúng ta bắt buộc và phải thuộc ngay từ cái lúc mà cô nói bây giờ luôn, là chúng ta cái nào là A là tan trong dầu, là chúng ta thuộc lòng A, D, E, K ngay lập tức. Thì cái so sánh về hai cái loại này á, thì người ta từng phần người ta sẽ có những cái so sánh khác. Ví dụ như từ cái hai cái tan trong dầu và tan trong nước thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Cái sự hấp thu. Thì các em từ cái tính chất này các em tưởng tượng xem, cái hấp thu thì cái nào hấp thu dễ hơn? Đương nhiên là cái vitamin tan trong nước nó sẽ hấp thu, nó sẽ dễ hơn. Còn đối với vitamin tan trong dầu thì nó sẽ đi vào lympho rồi mới đi vào máu. Rồi đối với vitamin tan trong nước cũng vậy, thì nó một khi nó tan trong nước thì nó rất là dễ dàng di chuyển tự do. Còn đối với vitamin tan trong dầu thì nó vô hình chung nó giống như một cái lipid trong cơ thể chúng ta, thì muốn di chuyển, muốn vận chuyển trong cái cơ thể chúng ta thì nó sẽ cần một cái chất là chất mang, cần cái chất gọi là chất mang. Quá trình đào thải cũng vậy. Quá trình đào thải thì đối với những cái quá trình đào thải thì đối với cái đối với cái chất tan trong nước thì nó đào thải qua nước tiểu một cách dễ dàng, còn đối với tan trong dầu nó lưu giữ trong tế bào mô rất là lâu. Vì vậy nên khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều những cái vitamin tan trong dầu thì sẽ như thế nào? Sẽ dễ dàng ngộ độc. Thì điều đó cho chúng ta thấy một cái chuyện, bây giờ chúng ta uống vitamin C, uống cam mỗi ngày, nhưng cơ thể chúng ta ít có khi nào, không có khi nào mà bị vàng da do uống nhiều cam. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng vitamin A nhiều, thì vitamin A nhiều thì ví dụ như chúng ta ăn nè cà rốt nè, đu đủ nè, thì khi mà bị chúng ta sử dụng những cái vitamin tan trong dầu nhiều, cà rốt, đu đủ thì như thế thì sao? Chúng ta sử dụng quá liều lượng, cơ thể mình có thể bị vàng da. Đó là biểu hiện trong cái cuộc sống, trong cái là cuộc sống hàng ngày mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, để chúng ta thấy là từ cái chuyện tan trong dầu và từ cái chuyện tan trong nước thì chúng ta sẽ thấy một cái chuyện là sao? Là nó rõ ràng về cái tính chất của nó sẽ dẫn đến một cái tác hại nếu chúng ta sử dụng quá nhiều những cái vitamin tan trong dầu. Rồi chuyện thứ hai thì từ những cái chuyện đó chúng ta sẽ dẫn đến một cái chuyện đó là độc tính. Thì đối với vitamin tan trong nước thì nó ít đạt đến cái nồng độ mà đạt độc tính, ngoại trừ chúng ta cứ bổ sung liên tục, chúng ta uống bằng những cái viên thuốc vào bổ sung liên tục. Còn đối với vitamin tan trong dầu thì nó dễ đạt đến cái nồng độ ngộ độc. Nhu cầu đối với vitamin tan trong nước thì chúng ta có thể sử dụng thường xuyên được. Còn đối với vitamin tan trong dầu thì chúng ta sẽ sao? Sử dụng định kỳ theo tháng. Thí dụ chúng ta uống một thời gian khoảng một tháng không, chúng ta dừng. Chứ chúng ta không có thể dùng xuyên suốt, bởi vì nó sẽ dẫn đến nồng độ ngộ độc. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta nói về cái vai trò của vitamin. Trong cái phần vai trò của vitamin có những cái vai trò quan trọng nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là vitamin mà tan trong nước thì nó sẽ tham gia vào cái cấu tạo và hoạt động của enzyme. Nó là một cái phần gắn vào cái enzyme, mà cái phần đó rất là khá quan trọng, là cái phần thêm vào, nhưng nó lại là cái thực hiện những chức năng của enzyme. Nên vô hình chung cái vitamin này nó tác động lên con người của chúng ta là thông qua cái hoạt động của enzyme. Hoạt động của enzyme nó thể hiện trong cái cấu tạo của coenzyme. Enzyme chúng ta có hai phần,
một phần là aboenzyme, là một phần là coenzyme. Chúng ta đi sâu vào trong cái phần enzyme, nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta nói về cái vitamin thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái vai trò là như vậy, nó tham gia vào cái cấu tạo và hoạt động của enzyme, rồi tham gia vào nó vì cái tính chất đó như vậy nên nó vận chuyển tự do nè, trong máu nè, dư thừa thì đào thải dễ dàng như cô nói ở trên. Còn vitamin tan trong dầu, vitamin tan trong lipid, nó có một cái vai trò mà chúng ta thường nhắc đến, nhất là ở những phụ nữ, ở các em nữ thì các em thường hay cái lo cái chuyện là chống oxy hóa, chúng ta dùng những cái vitamin E, vitamin A rồi nó, chúng ta để vai trò của nó là chống oxy hóa, thì tiền nó lại là tiền chất của những chất mà tham trà, những cái chất mà giống như hormone, tiền chất của hormone nó vận chuyển ở trong máu là nó không có được tự do, nó phải kết hợp với một cái chất khác dưới dạng là lipoprotein. Thì tại sao mà chúng ta đối với cái vitamin tan trong dầu nó khó đào thải? Bởi vì muốn đào thải như vậy nó phải chuyển ra làm sao, nó chuyển dần đến cái dạng mà tan được trong nước trước khi đào thải qua thận. Vì vậy nếu chúng ta tích tụ lại lâu trong cơ thể thì có thể gây cái ngộ độc. Rồi ở đây mình sẽ chiếu sơ về cái thành phần của enzyme. Thì đây là nguyên một cái cụm như thế này, nguyên một cái cụm như thế này, nó là một cái enzyme đầy đủ. Thì cái coenzyme là chính là cái thành phần của vitamin tan trong nước. Đây, thì đây là mình thấy cái vai trò của cái vitamin, nên chúng ta thấy nó nằm một cái phần nhỏ, tuy nhiên nó rất là quan trọng bởi vì nó thực hiện cái chức năng, nó hoàn thiện hơn, nó làm cho cái enzyme thực hiện chức năng một cách đầy đủ. Thì cái coenzyme là một cái phần nhỏ như vậy. Hay là đối với vitamin tan trong dầu, đối với vitamin tan trong dầu thì nó lại tham gia vào cái chuyện của cái nhóm trong cái hormone. Rồi chúng ta đi lần lượt vào từng nhóm, chúng ta đi từ lần lượt vào cái từng nhóm vitamin. Trước hết là cái nhóm vitamin tan trong nước, nhóm vitamin tan trong nước thì nhóm B, nhóm C. Thì chúng ta nhìn thấy nhóm B, nhóm C thì chúng ta nói bởi vì chúng ta nói là nó nhóm nên chắc chắn trong đó này chúng ta nhóm B. Chúng ta có cái từ B1, chúng ta đến đến cái B lớn nhất là cái B12. Rồi, cái B12 thì về vitamin B, vitamin cái nhóm vitamin này á, nó có những cái tính chất tương tự giống nhau nên thông thường là các em cũng không được hỏi sâu về những cái cấu trúc, bởi vì cái cấu trúc của vitamin nó rất là khó dài. Ở đây cô yêu cầu các bạn phải coi được cái vitamin là đó nó có cái tác dụng gì, nó tham gia vào, nó thành phần, nó làm cái coenzyme của cái enzyme nào thôi, cái nhóm enzyme nào, rồi cái vai trò của nó tham gia ở trong cái quá trình vận chuyển các chất của mình nó ra làm sao. Thì cái vitamin B1 á, nó còn có cái tên là thiamin, nó còn một cái tên nữa là thiamin ha. Thì cái dạng hoạt động của đây là dạng hoạt động của thiamin, nó ở cái coenzyme TBB. Cái TBB này chúng ta sẽ gặp trong cái học cái bài chuyển hóa lipid, chúng ta sẽ học trong cái bài chuyển hóa lipid. Cái nguồn gốc vitamin B1 và vitamin B2 nó tương giống nhau, nó ở trong những cái cám gạo, men bia. Còn ở động vật thì nó ít hơn, nó có trong những cái lòng, trong cái gan, Thì cái mà chúng ta dễ thấy nhất á, mà chúng ta thường tiếp xúc là ở cái gạo của chúng ta đó, cái vỏ bên ngoài mà khi chúng ta sờ vào đôi khi là nó dính ta cái tay chúng ta, nó trắng ở phía bên ngoài, đó là cái vitamin B1. Nó là một cái bột kết tinh trắng thơm, rồi nó dễ tan trong nước, tuy nhiên nó bị thủy phân nhanh bởi nhiệt, nên là đối với vitamin B1 á, chúng ta nấu chín thì vitamin B1 sẽ mất rất là nhiều. Nên thông thường á, tại sao là khi mà chúng ta muốn dùng, chúng ta rửa cái mặt chúng ta mà chúng ta muốn bổ sung vitamin B1 á, thì chúng ta sẽ dùng cái nước vo gạo, thì cái nước vo gạo nó sẽ không bị mất vitamin B,
thì không bị mất cái vitamin B1 này. Rồi cái nó hấp thụ dễ dàng qua đường tiêu hóa bởi vì nó là thuộc cái nhóm tan trong nước. Thiếu đầy khi thiếu vitamin B1 các em lưu ý cho cô thì nó sẽ gây ra cái bệnh về cái thần kinh. Thí dụ như nó có một cái những cái triệu chứng mà nhỏ nhỏ, trong những cái triệu chứng đó là cái nó gây tê tê, nó bị gọi là cái bệnh tê phù hay còn gọi là cái beriberi. Nên cái này chúng ta thấy thiếu vitamin B1 thì cái chuyện này cũng trong thực tế thì chúng ta cũng hiếm gặp đối với cái bệnh này. Và khi mà cái bị thiếu vitamin thì thông thường á là cái nguyên nhân á là cái gì? Cái nguyên nhân là chúng ta trước hết là chúng ta thấy cái chuyện nghiện rượu. Nghiện rượu thì khi nó ảnh hưởng tới cái quá trình mà hấp thu các chất. Rồi đối với những cái cơ thể ở những cái cơ địa mà bị suy dinh dưỡng đó là gì? Tất cả những cái vitamin là nó thiếu là do gì? Do không hấp thu được thì là đó chính là nguyên nhân. Thì cái triệu chứng là đối với vitamin, khi mà chúng ta thiếu vitamin, một cái loại vitamin nào đó, thường chúng ta có một cái triệu chứng chung chung là gì? Khó chịu, bứt rứt, rồi ăn không được. Nên thông thường khi mà chúng ta có những cái bệnh về thiếu vitamin, chúng ta hay uống vào những cái vitamin đó thì khi đó chúng ta ăn ngon. Nên cái đó là những cái triệu chứng chung chung, thì khỏi nói thì các bạn cũng biết nó có những chung chung. Chúng ta chỉ phân biệt những cái gì mà chúng ta thấy nó đặc biệt hơn những cái khác. Ví dụ như thiếu vitamin B1 nó gây bệnh tê phù hay còn gọi là beriberi. Thì nói về cái vai trò trong cái quá trình chuyển hóa, đây là cái cô chiếu một cái chu trình cắt ngang, một cái chu trình cắt ngang của quá trình chuyển hóa lucid. Thì khi mà chuyển hóa lucid từ trên xuống dưới chúng ta có tới 20 mấy cái phản ứng. Thì ở cái men cái vitamin B1 á nó sẽ kích vào đây. Đây cái quá trình này nè, cái vai trò chuyển hóa từ cái piruvat này xuống cái coenzyme, cái xuống cái acetyl CoA này nè, thì cái thiamin này nó tham gia vào cái men này, vào cái enzyme này. Nó đóng cái vai trò là coenzyme cho cái men piruvat dehydrogenase. Nên đối với cái vitamin thiamin này vô hình chung thì nó có gì? Nó đóng cái vai trò trong quá trình chuyển hóa lucid, mà nó hay đúng hơn là cái tinh bột chúng ta ăn hàng ngày nó cũng là lucid. Nên là nếu mà thiếu vitamin này thì chúng ta ăn nó cũng không có ngon. Đây là cái vai trò của thiamin. Thì thiamin nó sẽ là coenzyme cho cái enzyme này. Enzyme này có nghĩa là nó còn một cái phần nhỏ mà nó thực hiện cái vai trò trong đó. Rồi tiếp theo, vitamin B2 riboflavin. Thì trong cái cơ thể vitamin B2 hoạt động ở hai dạng FMN và FAD. Ở đây ha, thì cái FMN và FAD khi mà chúng ta trong học tới cái phần chuyển hóa năng lượng sau, trong cái bài, trong cái chiều ngày thứ năm ngày mai, chúng ta sẽ thấy cái vai trò của những cái chất tham gia vận chuyển ở đó trong, những cái chất cho và nhận ở đó trong. Rồi cái vai trò nói chung là nó thực hiện cái gì? Phản ứng oxy hóa khử. Thì trong cơ thể của mình nó có rất là nhiều những cái phản ứng oxy hóa khử. Nên chúng ta sẽ thấy cái vai trò của những cái FMN và FAD nó có vai trò như thế nào. Thì đây là cái cấu trúc mà chúng ta sẽ gặp lại khi mà chúng ta học về cái enzyme. Cái FMN và FAD. Rồi vai trò của vitamin B2 là gì? Vitamin B2 có một cái vai trò nhanh gọn lẹ, có nghĩa là cho và nhận ở trong, tham gia vào những cái quá trình oxy hóa khử. Thì cái quá trình oxy hóa khử trong cơ thể mình thì nó sẽ tham gia vào những cái quá trình nào? Thì những cái phản ứng oxy hóa khử, ví dụ như trong cái chu trình rét của mình, cái vòng tròn ở giữa này nè các em, đây là cái chu trình rét. Thì cái chu trình rét này nè, chúng ta sẽ thấy một chuyện, nó có rất là nhiều phản ứng oxy hóa khử, nó sẽ có cái sự cho và nhận ở đó trong. Nên khi đó chúng ta sẽ thấy cái vai trò của FAD và cái FMD. Thì cái F đó chính là viết tắt của cái chữ fra, cái chữ flavin. Thì trong cái cấu tạo của cái FAD và MD nó đều có cái tên là riboflavin, có nghĩa là nó một cái phần nhỏ này nè, đây cấu tạo của riboflavin chính là cái gì? Là vitamin B2.
Thì vitamin B2 nói tóm lại là nó là tiền chất của cái coenzyme, hai cái coenzyme này FAD và FMN, nên nó là tiền chất. Đây là cái vitamin B2. Vitamin B2 nó có một cái tên khác là riboflavin. Nên trong cái phần này chúng ta có em cũng phải lưu ý cho cô là cái chúng ta học một B1, B2, B3, B4, B12 gì đó thì nó rất dễ nhớ. Tuy nhiên trong những cái giáo trình hay là trong những cái thuốc, trong cái những cái thành phần của thuốc, người ta lại không, thỉnh thoảng người ta không có để B2 mà người ta lại để cái riboflavin này. Nên chúng ta để ý cho cô là chúng ta phải phải thấy được cái tên đó như thế nào, để chúng ta đôi khi chúng ta nhìn qua cái chúng ta không biết nó là cái gì, nó thật ra nó là vitamin B2. Rồi tiếp theo, nó tham gia vào cái quá trình thứ hai nữa là cái chuỗi hô hấp tế bào. Cái chuỗi hô hấp tế bào sau khi mà thực hiện qua cái chu trình rep này thì nó cung cấp ra cho chúng ta gì, những cái coenzyme này bắt đầu đưa vào chuỗi hô hấp tế bào. Thì trong chuỗi hô hấp, nhiệm vụ của chuỗi hô hấp tế bào là gì, là tạo ra ATP, tạo ra cái năng lượng để nuôi sống cho cơ thể chúng ta. Nên tóm lại ở cái chu trình chuyển hóa các chất glucid lipid rồi tiết, nó trải qua giai đoạn thứ nhất là nó chuyển hóa thành, làm sao nó qua rất là nhiều quá trình, nó nhiều cái phương trình khác nhau, nó đi ra một cái acetyl CoA. Acetyl CoA đó nó đã đi vào cái chu trình rep. Chu trình rep xong nó đi vào chuỗi hô hấp tế bào để nó tạo ra cái ATP nuôi sống cho cơ thể chúng ta. Thì cái vitamin B2 là nó vô hình chung nó ẩn trong cái tác dụng của cái FAD và cái FMD, hay là cái gọi là coenzyme. Nên chúng ta sẽ gặp cái coenzyme này gặp đi gặp lại trong học cái chuyển hóa những cái chất, những cái cơ chất cơ bản của chúng ta là glucid, lipid và rồi tiết. Nguồn gốc tương tự như vitamin B1 ha. Ở người thì đưa vào cũng ở người thì có vi khuẩn nó có thể tổng hợp được cái vitamin B2 bằng cách là chúng ta đưa vào qua thức ăn. Rồi chủ yếu nó hấp thu qua ruột và đào thải qua nước tiểu, nó là bản chất là vitamin tan trong nước. Chúng ta nói sơ qua thôi. Khi mà bị thiếu vitamin B thì cái lưỡi chúng ta nó hơi lét khô. Thì khi mà liên quan tới cái lưỡi, những cái thành phần mà môi lưỡi khô thì chúng ta sẽ nghĩ, thường người ta hay là người ta kêu là sử dụng vitamin 3B, là trong đó nó có B2 nè, rồi quan trọng là cái thành phần B3 sau đây chúng ta nói. Rồi tới vitamin B3, nó còn một cái tên nữa là niacin hay vitamin BB. Khi cái miệng mình bị lở, bị lét, cái lỗ nhỏ mà chúng ta, cái tên thông thường ngoài chúng ta hay bị là gọi là đệm trăng á, thì nếu mà chúng ta lâu lâu bị là do cơ thể chúng ta gọi là bị nhiệt cái gì đó, bị nóng, sử dụng những cái chất bị gây nhiệt trong cơ thể làm cho cơ thể chúng ta nóng lên mà chúng ta bị là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta bị thường xuyên thì chúng ta nên sử dụng cái vitamin BB này. Chúng ta ra nhà thuốc chúng ta mua cái vitamin BB này, hay là gọi là vitamin B3. Thì cái niacin là cái tên chung, nó tồn tại ở những cái dẫn xuất, đây là cái cấu tạo của nó. Nó tồn tại ở cái dạng gì, axit hay là tồn tại ở cái dạng amid ha. Đây, axit thì nó có cái gốc là COOH, hay là cái đây là cái tồn tại ở cái dạng amid. Nên chúng ta sẽ thấy được cái đây là hai dạng tồn tại trong cái công thức của nó. Khi mà trong cái công thức những cái chất sữa, những cái multivitamin, người ta không có để vitamin B3 mà người ta có thể để acid nicotinamide hay là nicotinamide, thì chúng ta cũng biết đó là sự tham gia của cái vitamin B3. Rồi chúng ta uống vào đôi khi chúng ta ra nhà thuốc chúng ta thấy cái chúng ta thấy môi chúng ta lỡ láo gì đó, chúng ta ra nhà thuốc chúng ta mua vitamin B3, tuy nhiên người ta đưa cho chúng ta đây cái tên, những cái tên này thì cái tên này là gì, là cái dẫn xuất của nó, dẫn xuất của cái acid nicotinamide đó. Đây, thì cái tên này chúng ta cũng phải chấp nhận là nó là vitamin B3. Thì vai trò là nó là
nó có dạng hoạt tính ở những cái hồi nãy chúng ta ở ở vitamin B2 thì FAD tới vitamin B3 đây thì NAD. NAD và FAD nó có ba, nó là coenzyme, nó có vai trò là vận chuyển electron, nó có vai trò mỗi một cái quá trình vận chuyển electron nó sẽ thải ra những cái ATP, nên vô hình chung cái vai trò của nó là tham gia vào quá trình tạo năng lượng để nuôi sống cơ thể chúng ta. Nên rõ ràng trong cái phần chuyển hóa lipid và lipid chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của cái này nữa, lipid rồi quá trình lipid chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của những cái coenzyme này. Đây là hình ảnh của những cái sự thiếu vitamin. Nếu mà cái này là hành quá nặng rồi, cái một cái bệnh mà gọi là Bella, là cái bệnh là Bella, cái bệnh Bella này thì nó quá nặng rồi. Nếu chúng ta lỡ thì thông thường, nếu mà chúng ta lỡ thông thường á, nó một vài mục ở trong cái mặt, trong cái lưỡi chúng ta là đã rồi, rất là khó chịu. Tuy nhiên đối với cái bệnh này thiếu vitamin B3 quá nặng thì nó sẽ dẫn đến cái da mình như thế này nè các em. Đây, cái da nó bị lở loét, nó gọi là cái bệnh là Bella, và nó kèm theo cái ở cái bệnh này đó là gì, bị tiêu chảy, trí nhớ thì lúc nhớ lúc quên, bị sa sút trí tuệ. Rồi hồi nãy giờ chúng ta khi thiếu vitamin là chúng ta có những cái bệnh gì? Cái hồi nãy chúng ta có cái bệnh beriberi ở cái vitamin B1, về tới cái vitamin B3 là bệnh Bella, đó là những cái bệnh mà đặc biệt. Tuy nhiên là nó khi những cái bệnh này thì rất là khó chịu và nó liên quan tới những cái bệnh về da mà người ta sẽ điều trị, và những cái bệnh này hiếm, cũng hiếm xảy ra chứ không phải là thường gặp. Nhưng ở cơ thể chúng ta thì là lâu lâu có thể có cái trường hợp thiếu vitamin B3. Rồi vitamin B5 nó còn có cái tên nữa là pantothenic ha. Rồi cái ở cái nguồn gốc thì các em sẽ tự đọc qua và sẽ tự tìm hiểu những cái mà cái gì mà chúng ta lưu ý thì cô nhấn mạnh thôi. Rồi vai trò ở chúng ta ở cái vitamin B5 này, chúng ta coi về cái vai trò, nó là thành phần quan trọng của coenzyme A. Coenzyme A, cái coenzyme A này nó sẽ tham gia vào cái quá trình chuyển hóa lipid luôn. Rồi, để nó tạo thành acetyl-CoA đó. Rồi. Cái công thức cấu tạo của vitamin B5 dài dằng dặc không cần nhớ. Chúng ta nhìn qua để biết vậy thôi. Về trong những cái thiếu vitamin B5 thì nó sẽ gây ra cơ bị cái co thắt, cũng là triệu chứng mệt mỏi nhức đầu. Nói chung là những cái vitamin thì thiếu thì nó có chung là nó làm cho cái cơ thể mình bị mệt mỏi. Vitamin B6 hay còn gọi là cái tên là pyridoxin. Đây là cái dạng hoạt động của pyridoxan. Đó có cái dạng hoạt động của nó là pyridoxan, nên chúng ta thấy ở đây là cái công thức. Khi nó tồn tại ở cái dạng này, nó có 3 dạng: sin, san và amin. Thì cái chữ từ nghĩa là những cái chữ này nó là nó ở những cái dẫn xuất khác nhau, nó ở cái dạng một là có cái nhóm OH, hai là nhóm CHO nên có là cái nhóm aldehyde nên có cái tên là pyridoxan, hay là pyridoxan amin thì nó có một cái tên nữa là do nó có cái nhóm amin. Đây là 3 cái dạng tồn tại của vitamin B6. Là vitamin B6 là một cái coenzyme quan trọng của cái enzyme do nhóm gì? Nhóm chuyển hóa cái nhóm transamin, là cái nhóm mà trong cái vai trò trong cái men gan SGOT và SGPT á, cái enzyme đó thì nó có vai trò chuyển nhóm. Những cái enzyme nào mà có vai trò chuyển nhóm amin thì có cái coenzyme của vitamin B6 có tham gia vào cái thành phần của vitamin B6 này. Vitamin B6 này nó sẽ cấu tạo nên cái coenzyme, và coenzyme đó là coenzyme của những cái enzyme mà có vai trò là chuyển nhóm amin, ví dụ như SGOT, SGPT. Và cái hai cái enzyme này nó có vai trò gì? Rất là quan trọng trong quá trình chuyển hóa lipid. Rồi tới vitamin B7. Vitamin B7 này nó tồn tại ở đâu? Cái tên mà chúng ta thường hay gặp bên ngoài đó là cái biotin.
hay là vitamin H. Biotin để gặp đâu? Ở trong những cái mỹ phẩm, những cái sản phẩm làm đẹp da thì chúng ta cũng sẽ gặp cái biotin này. Biotin này trong cuộc sống chúng ta, trong nhiều hóa chất, trong nhiều thuốc đó, nó có sự xuất hiện rất là nhiều. Mà đôi khi người ta không có gọi vitamin B7 mà cái tên thông dụng của nó lại là biotin. Thì vai trò của cái biotin này là coenzyme của cái nhóm carboxyla, góp phần vào quá trình tổng hợp axit béo. Nên nó sẽ liên đới tới cái chuyện gì? Trong cái quá trình học chuyển hóa lipid, chúng ta sẽ thấy những cái nhóm, những cái enzyme mà carboxyla, thì trong đó nó có vitamin B7, vitamin B9. Vitamin B9, vitamin B12 là hai cái vitamin khi mà người ta thiếu máu, người ta cũng rất là quan tâm. Vitamin B9 này, người ta ở trong sữa, người ta chúng ta sẽ gặp, không có để, người ta không để cái tên vitamin B9 đâu, mà người ta lại để cái acid folic. Như là các em, nếu như ở nhà các em mà có những em bé, những em của chúng ta đó mà sử dụng cái sữa, trong cái sữa thì cái acid folic này nè, ở trong cái hộp sữa người ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị bôi đỏ, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị bôi đỏ lên. Rồi thấy bôi đỏ lên chúng ta nhìn thấy rất là dễ dàng, thì thật ra đó là vitamin B9. Cái vai trò của vitamin B9 này nó tác động lên tủy xương, nó tham gia vào quá trình tạo máu. Nên khi mà thiếu vitamin B9, khi những người bị thiếu máu á, thì một trong những cái chỉ định, ví dụ người ta chỉ định coi người đó có thiếu sắt hay không, rồi người ta cho những cái dạng vận chuyển của sắt, những cái dạng dự trữ sắt, thì người ta cũng tìm hiểu thêm coi có phải người ta một số bệnh nhân á, thiếu máu không phải thiếu sắt mà lại thiếu là do thiếu những cái vitamin B9 và B12. Thì chúng ta có thể chỉ định xét nghiệm định lượng những cái vitamin này, coi bệnh nhân nó có thiếu hay không, thì nó cũng liên quan tới quá trình tạo máu. Đây là cái công thức của vitamin B9, ở nó tồn tại ở cái dạng acid glutamate ha. Rồi thiếu acid folic thì do nó quá trình tạo máu, nên cái quan trọng của nó là thiếu máu hồng cầu to. Nếu như mà chúng ta thiếu máu mà bị thiếu sắt á, thì thông thường nó sẽ dẫn đến thiếu máu hồng cầu nhỏ chứ không phải là hồng cầu to. Còn đối với những cái vitamin B12, B9, B12 thì nó lại là thiếu máu hồng cầu to, và nó cũng có đầy đủ hết những cái triệu chứng của một bệnh nhân thiếu máu. Rồi kế nữa là vitamin B12. Đây, vitamin B12 lại là coenzyme tham gia vào phản ứng chuyển một nhóm carbon giống như axit folic. Nên vô tình cái vitamin B12 này nó có vai trò, nó lại hỗ trợ cho cái chức năng của vitamin B9. Mà vitamin B9 lại có tác dụng lên tủy xương để quá trình tạo máu. Nên cái này giống như là cái đứa mà đứng đằng sau đẩy vậy đó. Nên khi mà người ta muốn định lượng cái vitamin B9, người ta muốn coi cho nó có thiếu hay không, thì người ta cũng định lượng luôn cái B12, bởi vì nó vô tình nó ẩn sau cái chức năng của vitamin B9. Đây là cái công thức vitamin B12. Các em thấy phức tạp không? Nên vì vậy nên những cái công thức này chúng ta nhìn thấy cho chúng ta biết thôi. Bây giờ thiếu vitamin B12 bây giờ chúng ta thiếu vitamin B12 thì nhanh và gọn thiếu máu hồng cầu to giống như là thiếu vitamin B9. Rồi sang một cái vitamin C. Chúng ta hàng ngày chúng ta nói suốt chuyện vitamin C. Vitamin C là một cái gì, chống nhiễm trùng, một cái là dưỡng da rất là tốt đấy, một cái là có thể giúp cho chúng ta khỏe lên, chúng ta lại chống cái quá trình oxy hóa, là một cái hệ thống nó chống oxy hóa rất là mạnh. Nên vitamin C chắc chắn trong cuộc đời chúng ta trước giờ ai cũng có sử dụng qua, và chúng ta hàng ngày chúng ta cũng thỉnh thoảng chúng ta uống những cái cam, ăn bưởi, ăn cam hay nó chúng ta là gặp rất là nhiều. Thì vitamin C nó còn một cái tên nữa, acid ascorbic, chắc là các em ở đây biết hết rồi, nên là chúng ta nói sơ thôi.
cái vitamin C này nó tham gia vào hầu hết các quá trình chuyển hóa các chất cơ bản của chúng ta như rotit, lipid và lucid. Nó giúp giảm những cái stress, nhiễm trùng, vân vân ha. Rồi đây là cái công thức cấu tạo của acid ascorbic. Nó có một cái dòng thôi, nó đơn giản hơn. Vitamin C là cái nhóm mà tan trong nước một cách dễ dàng. Dù cho chúng ta sử dụng có nhiều đi nữa thì nó cũng không có bị chúng ta ra một tới cái chuyện vàng da. Rồi tiếp theo là cái vai trò của cái vitamin C hay là ascorbic nè, nó lại có, nó không có ảnh hưởng tới quá trình tạo máu của mình. Thì vô hình chung khi mà chúng ta ăn vào ở trong thức ăn á, thì sắt của chúng ta đưa vào là sắt 3. Thì chúng ta nhờ cái ascorbic này chúng ta mới chuyển sang cái dạng sắt 2, một cái dạng hấp thu qua ruột dễ dàng. Rồi. Thiếu vitamin C. Có những cái người bị thiếu vitamin C, cái chuyện chán ăn là cái chuyện đầu tiên rồi, chúng ta không nói. Có những cái triệu chứng như là xuất huyết dưới da, chảy máu nú răng, sưng nú răng, là những cái chảy máu mà nặng, sưng nú răng, nó sẽ liên quan tới một cái bệnh gọi là cái bệnh sọc bút. Một cái bệnh sọc bút thì khi mà chảy máu nú răng và sưng nú răng này thì thông thường nó cũng sẽ liên quan tới, nó sẽ bị dễ bị nhầm lẫn với cái bệnh mà ung thư máu đó các em. Nên nó là cái triệu chứng nó cũng giống như vậy, tuy nhiên nó cái bệnh sọc bút thì nó hiếm hơn. Rồi hồi nãy giờ chúng ta đi cái nhóm D xong, nhóm C xong, đó là hai vitamin tan trong nước. Bây giờ chúng ta đi cái nhóm vitamin còn lại là A, D, E, K, là cái nhóm vitamin tan trong dầu. Vitamin tan trong dầu thì cái tiền vitamin là gọi là beta carotene, có trong cà rốt, gớt, bí, cà chua, khoai lang. Rồi ăn cà rốt nhiều, ăn gớt nhiều, ăn bí nhiều cái beta carotene này. Nên nó nếu mà chúng ta nó có tiền thì nó sẽ chuyển sang tiền là vô là nó sẽ bê tiền, nó là tiền A mà, tiền vitamin A là beta carotene, nó có những chất này gì vậy, nó sẽ chuyển qua thì nó hấp thu qua ruột nhờ muối mật, bởi vì nó là lipid. Mà những cái lipid á thì trước khi hấp thu nó sẽ nhờ cái muối mật chủ tiêu hóa, nó có một cái, nó có tính, nó khi nó hấp thu nó giống như lipid như vậy, giống như chúng ta ăn một cái miếng heo quay vậy, một cái miếng thịt heo quay mà có mỡ, thì cái này nó hấp thu, muốn hấp thu được thì nó cũng phải nhờ muối mật chủ tiêu hóa cái vitamin này. Đây là cái dạng hoạt động chính của cái vitamin retinol, đây là cái công thức của nó. Thì nó gồm hai cái retinol nó kết hợp với nhau. Rồi. Nó kết hợp với nhau. Đó là những cái công thức. Rồi vitamin A thì ai cũng biết, ở đây chúng ta đeo kính cận nhiều chắc chắn thì các bạn bây giờ là tuổi trẻ, nhưng mà so với hồi xưa thì tỷ lệ cái chúng ta đeo kính cận rất là nhiều, nên ít nhất là chúng ta cũng thỉnh thoảng là bổ sung vitamin A, bởi vì nó có vai trò trong cái chuyện là thị giác của mình. Nên ở đây là nó duy trì, nó khi mà thiếu thì cái bệnh mà dân gian chúng ta gọi là bệnh quáng gà. Tại sao mà chúng ta kêu bệnh quáng gà, giống như là con gà vào buổi tối nó không thấy đường đó, thì gọi là bệnh quáng gà, nó giống như vậy. Thì chúng ta thấy nhìn cái ở cái nó liên quan tới cái độ, cái mức độ thu nhận ánh sáng là ở cái tế bào que võng mạc, nó ảnh hưởng tới cái chuyện đó nên gây ra bệnh quáng gà ở cơ thể chúng ta, ở cái mắt của chúng ta. Tới vitamin D là ít nhất là lúc nhỏ nhỏ là được đem ra phơi nắng là đây nè. Vì vitamin D nó còn cái tên là calciferol. Nếu chúng ta ra nhà thuốc chúng ta mua vitamin D, nếu mà nó không có thì nó có một cái tên nữa, đó là calciferol. Calciferol thì cái đó là những cái thuốc viên, thì chắc là trong cái mùa dịch này là chúng ta hay gia đình chúng ta hay mua những cái thuốc vitamin D hay là cái tên calciferol này nè, là chúng ta để ở nhà để nó tăng cường sức đề kháng, là chúng ta bổ sung cái kiểu này nè, cái calciferol, nó với cái tên của nó là như vậy. Thì tiền chất của vitamin D đó là D3, nó tồn tại ở dưới da. Cái tiền chất đó nằm tồn tại ở dưới da, thì khi mà có ánh sáng chiếu vào ánh sáng chiếu vào da của chúng ta thì nó cái những cái tiền chất đó nó chuyển thành vitamin D3. Còn vitamin D2
Đối với vitamin D2, nó ở vitamin D nó cũng có nhiều dạng vitamin D1, D2, D1, D2, D3, nhưng mà quan trọng nhất là D2 và D3. D2 thì nó lại có trong nấm và men bia. Thì cái D3 này nè, nếu mà nó vận chuyển đến đến ở những cái vị trí như gan đến thận, thì đến gan nó sẽ hydroxid một cái gốc, nên nó một cái gốc OH ở vị trí carbon 25, nên nó gọi là 25 hydroxid ha, 25 hydroxid D3, 25 hydroxid. Còn nếu mà nó đi vận chuyển đến thận thì nó bị hydroxid ở hai vị trí carbon số 1 và vị trí số 25, nên nó có một cái tên là 125. Thì người ta muốn biết cái nguyên nhân vitamin D3 này ở gan và thận nó thiếu, nó bị ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa, cái chức năng của gan và thận, người ta có thể cho chỉ định. Một lúc khi thì người ta cho chỉ định là chỉ có 25 thôi, có lúc thì là 1 và 25. Nên người ta có thể định lượng vitamin D3, vitamin D3 bằng cách cho những cái tên. Người ta muốn kiểm tra cái chức năng ở thận thì người ta sẽ cho một cái chỉ định là 1,25 ha. Thì người ta chúng ta có những cái kỹ thuật, đây là một cái kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch, chúng ta định lượng được cái vitamin D ở trong cơ thể của mình. Vai trò thì tại sao chúng ta thấy chúng ta cần cái vitamin D? Thì vitamin D nó là vô hình chung, nó làm tăng sự hấp thu canxi ở ruột. Vitamin D thì hấp thu canxi ở ruột, nên canxi mới chính là cái đứa mà tham gia vào quá trình tạo xương của chúng ta. Nên khi chúng ta bị thiếu vitamin D, nhiều lúc chúng ta vitamin D nó tham gia vào quá trình tạo xương hay không? Không, mà là nó làm tăng hấp thu canxi. Nó làm tăng hấp thu canxi. Nó tăng quy động canxi từ xương vào máu, rồi tăng sự hấp thu canxi và phosphat ở ống lượng gần, có nghĩa là nó gom cái canxi lại. Nó làm sao để nó làm cho cái canxi đi vào cái cơ thể của mình nhiều nhất. Nên nó là để cho nó canxi mới thật sự là đi vào dòng máu và đi tới thị xương để hình thành xương. Thì cơ thể của chúng ta nó có hai quá trình, là quá trình tiêu xương và tạo xương. Ở cái tuổi của các em ở đây thì là quá trình tạo xương nhiều hơn, còn ở tuổi của cô là hầu như tiêu xương và tạo xương ngang nhau. Còn về già thì quá trình tiêu xương nó sẽ nhiều hơn. Thì khi mà ở cái tuổi nào sử dụng nhiều thì chúng ta sẽ cần có cái canxi này nhiều hơn. Chúng ta phải cung cấp cho nó đầy đủ. Rồi sự thiếu vitamin D thì do là chúng ta thiếu phơi nắng. Ví dụ như ở những cái đứa trẻ mới sinh ra đó thì do nó cần một cái nhu cầu canxi nhiều, thật là nhiều, nên như vậy chúng ta phải, nó do nó trong quá trình nó xương nó tạo ra nhiều mà, nên cái sự hấp thu canxi của nó không có quá nhiều, mà nó không có sự hỗ trợ của vitamin D, nên thông thường chúng ta chiếu sáng nó thì nếu ở bên ngoài chúng ta hay rinh vào khinh ra ngoài trời chúng ta phơi nắng, còn nếu ở trong những cái phòng thì người ta rọi đèn đó, người ta để lên một cái lồng và người ta rọi đèn vào đứa trẻ sơ sinh đó để cho cái gì, để cho nó kích thích cái quá trình chuyển hóa tiền vitamin D trở thành vitamin D để tăng hấp thu canxi ở những cái đứa trẻ đó. Tới vitamin E khỏi nói, chúng ta không biết nó liên quan tới cái gì, chống oxy hóa. Và vitamin E nó khác với cái vitamin B1 ở chị là nó chịu được nhiệt độ 100 độ C khi đun nóng, nên là thức ăn vẫn còn vitamin E. Thì đây là những cái cấu tạo của vitamin E. Cuối cùng là vitamin K. Nói tới vitamin K chúng ta liên quan tới nhớ điện, nó có vai trò tham gia trong cái quá trình đông máu, nên nó sẽ có ảnh hưởng đến cái chuyện là quá trình tổng hợp những cái yếu tố đông máu, nên nó sẽ ảnh hưởng vào cái chuyện đông máu của chúng ta. Khi thiếu vitamin K thì hoặc là khi mà chúng ta dùng thuốc chống đông nhiều thì có những nhóm mà kháng cái vitamin K, làm cho vitamin K trong cái cơ thể chúng ta giảm, dẫn đến nó triệu chứng gì, nó sẽ thời gian rồi tim pin kéo dài, có nghĩa là thời gian đông máu sẽ bị kéo dài do thiếu vitamin K. Đây là cái bảng mà một số cái bảng yêu cầu nhu cầu mà chúng ta tham khảo thôi.